cỡ như vậy, cỡ về đây thôi, đừng có hơn. Nó vậy nó tập nè, tập hình nhỏ vậy đúng không, và hình bự hơn chút vậy thôi, bự hơn vậy là không được. Đó mình tập này đó, thì khi mình quấn cát, mình quấn cát giữ cho nó vững, mình quấn cát giữ cho vững tập một chút. Ok, tập trước cái tay em chậm nào. Lực lớn lên, hết áp phê, mát áp phê, lực lớn lên, ta coi nhanh chút nó mới lá được đó, đẹp đó.